Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Etherpro 2 QE IDE. Đây là một cái IDE chính hãng của ST. Đầu tiên các bạn sẽ vào link trong phần mô tả của video. Sau đó các bạn kéo xuống cái phần Get Software. Các bạn chọn tới cái phần Kubernetes Win. Tùy vào hệ điều hành các bạn sử dụng. Đây mình sẽ sử dụng Win. Ấn Get Latest. Và nhớ là phải đăng nhập vào ST. Rồi, sau khi mà các bạn đăng nhập và tải xong thì sẽ có một file như này. Các bạn sẽ giải nén nó ra. Sau đó cài Run with admin. Next này. Agree này. Next này. Ấn install để cài driver cho mình làm. Ok, ấn next. Finish. Sau khi cài xong thì các bạn sẽ mở ST32 Kubernetes IDE lên. Và các bạn sẽ ấn launch. Ấn allow nhé. Allow set. Rồi, trong cái phần này thì cũng tương tự như là Kubernetes IDE, các bạn sẽ phải cài cái package cho nó. Thì để cài package thì các bạn sẽ login vào MyST. Thông thường thì khi mà cài xong thì nó sẽ tự động load một lúc lâu, các bạn có thể chờ sau đấy thì mới login nhé. Rồi, sau đó các bạn vào help này, manager embedded software package. Ok, nó mở ra một cái software package đây. Thì ở đây, như lúc nãy mình đã cài cái Etherpro 2 Kubernetes rồi. Thế nên là các cái package này nó được lưu vào trong cái embedded software package này. Thì Etherpro 32 Kubernetes IDE và Kubernetes MX nó dùng chung các package với nhau. Thế nên là các bạn sẽ không phải cài nữa. Còn nếu mà các bạn chưa cài thì các bạn ấn vào đây để tích vào đây để cài. Đấy, ví dụ như là mình đã cài dòng F1, F4 rồi thì mình có thể cài cả dòng F7 thì nó các bạn tích vào đây. Install để cài. Ok, khi mà cài xong thì chúng ta có thể sử dụng Kubernetes IDE như một cái IDE thông thường giống KFC.